xin chào quý vị, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hiện tại mình đang ở chỗ khu chợ Ba Tư các bạn. Khu chợ Ba Tư là nằm trên phía trước của siêu thị Mixi trên đường Tô Hiến Thành các bạn ơi. Hôm nay là 3 ngày, sẽ có 3 ngày tổ chức ở đây. Chợ Ba Tư tổ chức ở đây là một cái bữa lễ, một Ok, chợ cổ Ba Tư cổ trắng. Ở đây là một trong những điểm phải nói là hot nhất và sống ảo tốt nhất của cái dịp lễ Trung thu hàng năm các bạn, cùng với là cái khu đường Vương Nhữ Hồng, rồi là khu quận ở quận 7 cũng có một cái mall. Thì đây cổ trắng năm nay là có cái tên là cổ trắng. Chợ Ba Tư sẽ có những cái màn đèn lồng cực kỳ hấp dẫn cho người năm nay bạn. Ok, cổ trắng chợ Ba Tư. Ở đây chúng ta thấy có những cái món ăn sushi giá từ 3.000 đồng. Đây là khu vực ẩm thực Lâm Lam. Có mấy em này sẵn sàng bất chấp trời mưa, đang trời mưa các bạn. Chợ Ba Tư với tên thường gọi năm nay là gì? Cổ trắng sẽ diễn ra 3 ngày, hôm nay, mai và ngày mốt, dịp cuối tuần. Chợ Ba Tư này thường là tổ chức vào các cái dịp cuối tuần các bạn, gọi là chợ phiên cuối tuần đó. Ok. Trứng gà. Ok. Món này là món Nhật. Không biết cái gì. Mực khổng lồ. Mực tột, mực ngon ra. Nướng hả vậy? Dạ em nướng theo quy luôn anh. Thì con nắm vừa đầu giá. Rồi. Có dạo hả? Mực tột ta coi ra cây gà lắc phô mai đi em ơi. Wow, xúc cho bá luôn nè, 15.000 cây. Xin ngon. Đó là khu gian hàng ẩm thực nha các bạn. Khu sống ảo bên kia. Trời đang mưa, không sống ảo được. Nói chung là đây giống như một cái phiên chợ cuối tuần thôi, nhưng mà điều cái là nó có cái cảnh kia kìa, kia là đèn lồng quá trời luôn nha. Đây là một bánh tráng này, gỏi đu đủ kìa, gỏi đu đủ phong cách Nhật kìa. Ok. Ở đây cái này là gì vậy chị? Bao nhiêu phiên? 15.000. Đã làm theo kiểu Thái Lan hả? Cô bò bà kia rồi không? Cái này là bún Thái không? Sorry. Ok.
ra là nó rất là tiếc, hôm nay ngày đầu tiên mà, hôm nay là ngày đầu tiên là nó khai trương từ ngày đầu tiên, nó hoạt động từ lúc 10 giờ sáng đến 10 giờ tối các bạn. Đó là chợ Ba Tư gọi là trắng cổ, năm nay có gọi là trắng cổ phố Đèn Lồng ở trên khu vực chợ Ba Tư. Ok, kìa bắt cắp kìa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.